Ảnh cưới tại dông của Tuyết Lan. Người mẫu Tuyết Lan và bác sĩ Thiện Thanh chụp ảnh cưới phong cách tối giản ở dông, Italy. Sau 4 năm gắn bó, đôi uyên ương sẽ tổ chức tiệc cưới ngày 2 tháng 3 tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 280 khách mời. Tuyết Lan cho biết cô hồi hộp và xúc động khi nghĩ tới khoảnh khắc được chia sẻ niềm vui lớn với người thân, bạn bè. Hồi tháng 10, cả hai rủ nhau chụp bộ ảnh cưới ở dông. Tuyết Lan nói cô chọn nơi này vì yêu thích lịch sử, kiến trúc. Dông cho tôi cảm giác linh thiêng, giống như tình yêu của tôi dành cho anh Khánh, cô nói. Là người theo chủ nghĩa tối giản. Tuyết Lan không thuê ekip trang điểm, làm tóc. Cô nói, tôi tự dậy sớm, make up một chút, cài khăn voan lên tóc và ướm bộ váy vào người. Buổi chụp hình giống buổi đi chơi bình thường của chúng tôi, thêm một nhiếp ảnh gia là ba người. Trong lúc bạn gái trang điểm, Thiện Khanh đi mua hoa và tự bó lại. Anh sinh năm 1985, là bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ. Tuyết Lan diện váy ngắn tạo khối hoa hồng trước ngực, kết hợp áo thun mỏng và giày slim back. Thiết kế được Lâm Gia Khang hoàn thiện trước chuyến đi 5 phút. Tuyết Lan cho biết ban đầu, khi Thiện Khanh ngỏ lời yêu, cô từ chối vì bản thân đang trông trên. Sợ sự ràng buộc khi bước vào một mối quan hệ. Anh nói sẽ đợi cô, giúp cô cảm nhận niềm vui khi ở cạnh, bởi yêu thương thật lòng đi liền sự tự do và tôn trọng lẫn nhau. Hồi tháng 5 năm ngoái, Thiện Khanh cầu hôn bạn gái. Trong mắt cô, chồng sắp cưới là người hài hước, chu đáo, dù bận rộn vẫn biết cân đối, dành thời gian cho bản thân và người xung quanh. Chồng là bạn thân của tôi. Anh cho tôi cảm giác tin tưởng, yên tâm. Ở bên anh, tôi có thể nói hết suy nghĩ mà không phải lo lắng gì, cho dù đó là những ý tưởng điên rồ nhất. Anh không bao giờ ngăn cản, luôn ủng hộ và cho tôi lời khuyên hợp tình hợp lý. Cô nói, ngoài dông, cả hai còn chụp hình ở bờ biển Cang. Tuyết Lan thay bộ đầm tung quay ngực, với găng tay xuyên thấu và khăn voan dài. Tuyết Lan sinh năm 1990 ở thành phố Hồ Chí Minh, là Á quân Việt Nam Snet Top Model 2010. Năm 2011, người đẹp sang Singapore lập nghiệp và giành quán quân ASEAN Model Xuất 2011. Năm 2013, Tuyết Lan ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng của Mỹ Wilhelmina Model. Cô trình diễn nhiều lần ở New York Fashion Week, trong đó có show của nhà thiết kế Eli Tari, Park Chung Mu, T. Sibani, Web Gordon, Juan Carlos Obando. Ngoài làm mẫu, cô hiện làm giám đốc các quát, điều hành công ty quản lý và đào tạo người mẫu mốt man game do cô sáng lập. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. Thank you.